theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Cả meta di chuyển lên sân game, cùng Vitus Pro đang cùng thời di chuyển với nhau. Một tiếng loa vang đến từ vị trí của Sen. Vitus Pro bắt đêm của ba Tulin. Hiruzen di chuyển ở phía sau và liệu có thoát đi được hay không. Một tiếng bắn nữa của Sen cố gắng bắn với theo nhưng cũng không được nữa rồi. Như vậy Vitus Pro chỉ bỏ lại một người thôi, trong khi đó Fria đang xả đam xuống. Và Detonation Game Wide cũng nên bỏ vị trí này đi thay vì là cố gắng giữ lại. Vâng, căn nhà của LG Divide bây giờ chờ vào sau Gaming. Jayen bắn cực kỳ tốt, Amsia nằm xuống bắt đấy một cái mạng confirm dành cho Jayen. Nhưng trước đó thì Levit đã phải nằm xuống rồi. Một tiếng confirm rất nhanh đến rồi cái tên bên TSG. Tiếp tục là cái tên Turtle. Bang EZM nằm xuống và bây giờ TSG chỉ còn cái viên cuối cùng thôi, vị trí của Sandian. Chạy đi đâu đây, bắt đầu có nên được giã vào rồi. LG Divide cần phải thi đấu bình tĩnh nhau, không nên để bất cứ một player nào nữa phải nằm xuống cả. Trong khi đó thì LG Divide gọi đi với Gaming trả lời. Long Ca có được mạng của Sparking bên vị trí Meta Gaming mình rất nhanh. Thứ hai team Việt Nam họ đã có cho mình những điểm mạo của trong game đấu này. Chính xác là như vậy rồi, và quả nết quá chí mạng của Tuto tiễn luôn Sanian cùng Trang Văn Song ở vị trí top thứ 16. Trong đó For Angryman, như tôi nói về phong độ gần đây, họ mất hai người bởi Africa Freak và cũng tạm biệt luôn For Angryman ở vị trí top thứ 15. Vâng, anh chàng Zenan sau những tốt nổ súng đó thì cũng đang thu hút được cả những anh nhìn đến các team khác. LG Divide vẫn đang có cho mình một khu nhà là tạm ổn nhà với TSM di chuyển qua. Và đây là những đường xây đến vị trí của Turtle. Nhưng bây giờ Turtle bất cứ bị bắt bởi đó là Iro. TSM họ áp sát được vào khu nhà này rồi. LG Divide họ chỉ còn đó là 2 người, nhưng quả nết của John cốt out đi đó là vị trí của anh chàng Vap rồi. Tình huống được đưa trở về đó là 1-2 cho cái thành viên bên phía team LG Divide. Đang có những tình huống đẩy lên nhưng Jun không nên nổ súng này. Hãy để TSM cùng ở kia. Vừa nói xong thì Jun nằm xuống ngay bởi quả nết của Under. LG Divide có những vị trí top thứ 13 mà thôi. Lúc 12 là người có mạng sút tu kêu, dường như với ba thành viên họ vẫn đang không có một chút ngắn gầm nào cả trong game này, và họ tiếp tục càn quét các team trước mặt mình để tạo khoảng trống di chuyển vào trong bò. Còn đi với game mình ở đây họ cũng đang gặp khó rồi, họ đang phải đối đầu với đó là bốn thành viên bên vị trí cao 7 spot nhà. Đây là một thế kẹp sầm, chạy đi đâu đây, neo team cầu đi, bóng Fergus ở khu hai round thì chắc chắn sẽ lộ vị trí ngay sau đó rồi. Tục lại thường trả đồ vào đến từ vị trí Fergus, nhưng những quả nết này không có độ chính xác quá cao. Neoti đang nằm lại ở vị trí từ Zenan. Fergus lộ vị trí với Zenan là rõ luôn rồi. Áp lực từ vòng xanh đang đè vào trong khoảng 1 phút nữa. Vâng, lộ vị trí thì Fergus cũng đã phải nằm xuống bởi đó Lopslop, và như vậy thì đi với Zenit Gaming chỉ còn thành viên cuối cùng. Cả hai team chơi cộng sinh nhau trong một căn nhà, một tình huống đẩy lên từ vị trí Iro. Đi ra một cái là sẽ nhận ngay hai họng súng và một quả flash rất chí. Anh ta cần nhanh lên. Và đây rồi, hai mạng free dành cho Iro. Tạm biệt đáp buồn kia, vị trí top thứ 11. Một quả flash thật sự là có tính toán quá nhiều. Bot đang có những di chuyển vào trong bò rất cục nhà xe nạp và cả những đội đội mình. Họ đâm vào meta. Và đây là một tình huống tài nạp xây bia hạ cũng được Ragnarino. Siêu gen đổi mạng cho người đồng đội mình. Nhưng xe đang có một tình huống confirm mạng rồi. Meta game mình mất cười. K7Sport vẫn giữ cho mình được 3 player nhưng mà hoàn toàn có cơ hội để có thể mà cứu lại người đồng đội của mình nếu như họ làm tốt. Tuy nhiên thì cái góc này đang hơi hở rồi, có quá nhiều cánh có thể bắn vào được. Với Zenan một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ thôi. Lộc Lộc vừa nằm xuống bởi siêu rèn. Tap mini 14 quá tím chỉ phải đồ tiếp tục nhồi vào. Cái tên Sparking lại được gọi lên một lần nữa với quả nết của mình. Confirm kill mạng của Lộc Lộc. Và Zenan một chấm máu ít đỏ sinh tồn được bao lâu. Cố gắng mang lại thông tin cho những đội của mình bằng một cái mạng hy sinh. Chúng ta cũng chờ đợi xem nào. TSM Iro đang cố gắng bò trườn. Hóa mình như một nhẫn giả và mật vụ Iro ở đây. Liệu có bị phát hiện bởi Sutuki hay không đây? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Sutuki đang có nhưng đẩy xuống nha. Nghe được tiếng footstep đến vị trí của Iro nhưng đổi được mạng không mới là vấn đề. Và bây giờ TSM Iro bị confirm mà đấy là cái top 9 dành cho TSM. Còn IK 500 vừa rồi cũng đã có những khều nhẹ sang đội của Meta. Các thành viên đã di chuyển xe vào rất gần đội của Meta rồi. Và bây giờ Wicked với team Tap có bắt được một người hay không? Vẫn chưa thể bắt được một người. Siêu gen gạt được cái tên Akap nhưng đổi mà rất nhanh đến từ Pericurti. Rất nhiều đối được đổi sang, không cái tên nào dám di chuyển vào tâm cả. Đó là một cái khu vực chết. Và rồi thì Meta Gaming cũng chỉ dừng lại vị top thứ 5 mà thôi. Phía team Sutuki và bắt đầu có những quan hết rồi. Lu bây giờ choáng lắm rồi. Tiếp tục là Pratensa và đến rồi cái thành viên Sutuki như Spyro bất ngờ đổi mạng cho người đồng đội mình. Đó là một quả nết cực kỳ hay. Pericurti đã bị đọc vào. Và bây giờ thì 3 tuần đi làm xuống bên đó là ở nào. Tiếp tục là những tuần nhà đến từ đội của Sutuki. Vâng, 3v3 trong những tuần chính xác 3v1 tôi khi mà Sutuki họ mất thêm cái tên lúc 12. Bây giờ thì cơ hội nào cho các thành viên bên phía Sutuki này khi đây là một cái cửa chết rồi. Và các thành viên bên phía Sutuki là họ đang muốn tham gia cái lần giao tranh này. Nết tiếp tục là giá vào đến từ U3, thêm cả cái tên Perfect nữa. Và như vậy thì Vitus Pro họ tàn vỡ hoàn toàn trước đội các thành viên bên phía Sutuki.
chí là Africa Fix có thể chớp được cái thời cơ này để tiếp cận vào đội hình của FaZe Clan. Hai người cài sát viên bom, hai người lại ở phía bên ngoài đã bắt được vị trí của nhau và những tình huống táp đầu tiên chưa thể bắt đi được một ai cả. Còn với Vitus Pro đây, khi mà họ đang có cho mình những tình huống hầu lại, đợi giao tranh xảy ra xong thì họ mới bắt đầu có tiếng dâng lên. Họ còn đồ hộ hoàn toàn có cơ sở nhau. Bây giờ thì Lu thành viên cuối cùng với Vitus Pro chạy đi đầu đầy, nhảy hip hop trước súng của Africa Fix, và đấy là mạng thuộc về vị trí của Hikari. Và sẽ là những trận đấu đôi công giáp lá cà giữa cả hai bên, rồi đại diện khu châu Âu và đại diện khu Hàn Quốc. Team nào sẽ là team chiến thắng đây? Nhà vô địch của tuần thi đấu đầu tiên và nhà vô địch của tuần thi đấu thứ ba đang có những tình huống mà rên rỉ nhau và đang set up bài. EJ bị đốt và đấy là những quả lửa đến từ đội các thành viên của Team FaZe Clan. Bây giờ thì Hansia bắt vòng về đây, giấy tốt đến từ vị trí của Hansia. Gustavi nằm xuống, tiếp tục nhà đến từ Hansia, nhưng đây là cái FC Hikari có mạng. 4v2 trong tiếng cuối cùng và bây giờ là 3v2 khi U3 đổi cho mình được người mạng của đồng đội mình. 3v1 ở trong tiếng cuối cùng và đây sẽ là một cái top 1 nó gọi tên các thành viên bên Team Africa Fix ở trong game thi đấu này.